Xin chào anh chị nhé. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là thuộc ấp Bưng C, xã Tân Thành, thành phố Đồng Thoài, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Chỗ tôi đang ngồi đây là cây giếng này. Cây giếng, cái ngày xưa ấy là chủ đất người ta ở đây luôn. Người ta xây nhà, người ta đào giếng, người ta làm các công trình phụ ở đây. Nhưng mà do giờ thì chủ người ta có điều kiện rồi, người ta chuyển ra cái mặt đường quốc lộ 14 người ta ở. Nên là còn lại cái giếng này, tôi đang ngồi trên đây là mặt giếng anh chị nhá. Đó, và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một cái miếng đất tại xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước là 4 hectare anh chị nhá. Đó, chính xác là ấp Bưng C. Đây ạ, đây là đất của chúng ta. Cao su thì là năm nay là người ta cạo được năm thứ 7, thứ 8 gì rồi. Cao su già rồi anh chị nhá. Đó, đây là cái giếng nhá. Đó. Dân cư đất của chúng ta cách đường nhựa liên huyện, đường nhựa này, đường nhựa liên huyện anh chị nhé. Đường nhựa liên huyện, đường nhựa rất là lớn. Tí nữa tôi sẽ quay cái video từ đây ra đường nhựa luôn để cho anh chị dễ hình dung. Nhưng bây giờ tôi sẽ giới thiệu trước. Từ đất của chúng ta ra đường nhựa khoảng chừng 60 m thôi, 60 m, rất là gần anh chị nhé. Rồi bây giờ thì mời anh chị theo tôi chạy một vòng. Bây giờ thì cũng là khoảng là 6 giờ kém rồi. Tôi cố quay một cái video nữa để gửi tới tất cả anh chị khách hàng. Đó. Cũng hy vọng là cái chất lượng hình ảnh video vào cái thời gian này sẽ không bị mờ, nên để cho anh chị dễ hình dung nhé. Tôi đã bảo đến đây rồi thì tôi cố quay một cái video nữa. Đó. Đây là cao su của mình anh chị nhé. Đó. Đất thì ở đây rất là bằng phẳng anh chị nhé. Đó, bằng phẳng. À đúng rồi. Đất của chúng ta từ đây ra cầu Bưng C là khoảng chừng 700 m. Từ đây ra quốc lộ 14 của chúng ta khoảng 2 cây số đây, khoảng 2 cây số này. Mình chia sẻ lại nhá. Đất chúng ta là từ đây ra quốc lộ 14 khoảng 2 cây này, ra khu nghiệp Đồng Xoài 1, ra chợ Tân Thành khoảng 3,5 cây thôi, rất là gần. Và về thành phố Đồng Xoài chúng ta thì khoảng chừng 7 cây số, và về được quốc lộ 13 thì khoảng chừng 8-9 cây gì đó. Tôi đoán là thế, tôi không có đo, đoán vậy thôi. Đây là đất của chúng ta, toàn bộ là đất của mình. Khu vực cao su già này của mình hết anh chị nhé. Khu vực cao su già này của mình hết. Đó. Đó. À đúng rồi, quên chưa nói giá. 4 hectare người ta bán 9 tỷ là bao nhiêu tỷ một hectare anh chị nhỉ? Đó, anh chị nhân lại thôi. Nhân lại thôi. Đó. Thì người ta nói là 9 tỷ đấy, 4 hectare anh chị nhá, 9 tỷ 4 hectare. Đó. Đấy là chủ nói nhá. Còn mắc hay rẻ thì mình phải vào xem đất, mình gặp người ta. Đó. Đó. Tất nhiên rồi, 40.000 m2 thì tôi không thể đi bộ mà tôi đi hết được. Tôi chỉ quay một góc thôi để cho anh chị hình dung anh chị nhá. Đó. Thì bây giờ một lần nữa tôi nhắc lại này, trước khi ra đường nhựa tôi nhắc lại nhá. Đất chúng ta thuộc ấp Bưng C, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, cách quốc lộ 14 khoảng 2 cây thôi. Cách chợ, cách trường học, cách ủy ban đâu đó khoảng 3 đến 3,5 cây số, và cả khu nghiệp nữa nha anh chị nha. Thì 4 hectare này người ta bán là 9 tỷ nha. Còn thương lượng hay là đất rẻ gì đó thì mình cứ lên xem đất, khảo sát đất. Đấy, định giá lại nha chị nha. Đó, còn chủ thì luôn luôn là muốn bán mắc và người mua thì luôn luôn là muốn mua rẻ. Đó, còn chúng tôi thì ở giữa thì chúng tôi sẽ muốn là mang đến những cái sản phẩm tốt cho anh chị cũng như cho chủ đất, đúng không ạ? Chủ đất mà bán rẻ thì đâu có ai mua, bán đắt thì đâu có ai mua, đúng không ạ? Và các chị mà anh chị mà mua rẻ quá thì cũng chẳng ai bán, nên là mình cứ thuận mua vừa bán theo giá thị trường anh chị nhá. Còn bây giờ mời anh chị ra đường nhựa ha. Mời anh quay phim, anh quay cái nhà này này. Đó. Tôi sẽ đi bộ luôn nhá, tôi không đi xe máy, tôi đi bộ luôn. 60 m nhá, từ đây ra đường nhựa khoảng 60 m thôi. Đó. Anh chị thấy không ạ? Bên kia là đường nhựa này. Người dân người ta ở đông đúc rồi. Đó. Đây, đi. Đây là cao su non, cao su này là của hàng xóm nhá. Cao su này chắc được 2 năm rồi đấy, 2 năm tuổi. Con đường này là đường của mình nhá. Đường của mình nhé, đường này khoảng 4 m, 4-5 m gì đó. Anh chị nhìn thấy không? Những cái nóc nhà kìa, nóc nhà dân đấy. Đó, mời anh quay phim, anh quay vào nhà dân này. Từ đây ra đất chúng ta là dân cư là sát bên nhé anh chị nhé. Đó. kia cũng nhà kìa. Chúng ta đi ra quốc lộ 14, chúng ta đi trên đường đó đó. Đó, quanh nhà dân này. Đấy chị, cái đường vào đất của chúng ta là khoảng chừng 4-5 mét. Và trên cái mặt đường này thì người dân người ta cũng ở xung quanh ven hai mặt đường này luôn anh chị nhé. Trước mặt của chúng ta là đường nhựa, trước mặt chúng ta là đường nhựa rồi anh chị nhé. Đường nhựa này là một con đường nhựa liên huyện anh chị nhé. Đó. Em vào đây để cho cái cô chị. Sau lưng tôi là một cái ngã ba, này chúng ta về được phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, cũng như là trung tâm thành phố Đồng Xoài anh chị nhé. Và chúng ta đi thẳng đường này ra khoảng 2 cây số như tôi vừa nói là ra được quốc lộ 14 anh chị nhé. Và quay lại đây là đất của chúng ta, khoảng 60 mét nữa là tới đất của chúng ta anh chị nhé. Rồi, bây giờ một lần nữa tôi nhắc lại này, đất chúng ta thuộc ấp Bưng C, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. 4 hecta thì chủ người ta đang bán là với cái giá là 9 tỷ. Thì mọi thông tin về cái miếng đất này anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị nhé. Ngoài ra anh chị có thể truy cập website của chúng tôi qua số điện thoại là Ngoài ra anh chị có thể truy cập website của công ty chúng tôi là cvtland.com anh chị nhé. Nhiều khi tôi đọc điện thoại với website với để đăng ký kênh YouTube là tôi cũng thấy rất là mệt, lộn xộn cả. Nên là một lần nữa tôi nhắc lại này, điện thoại của công ty chúng tôi là 0918 645 130, website của công ty chúng tôi là cvtland.com. Đó, thì để nhận được